Và chúng ta sẽ cùng đến với thí sinh tiếp theo là một thí sinh của bảng C. Thí sinh Lưu Thị Ngọc Phượng Em, mã số 09, 39 tuổi, hiện đang sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Mình là con út trong gia đình có 8 anh chị em. Vì cuộc sống gia đình khó khăn cho nên mình phải từ bỏ việc học từ lúc năm mình học lớp 7. Mình phát hiện được khả năng ca hát của mình là nhờ trong những lúc mà đám tiệc của hàng xóm mình tới mình hát giúp vui. Cái người nào cũng khen mình á. Rồi có một số người mời mình đi hát ở chỗ mấy cái đám tiệc, người ta nói là đi hát đi. Rồi người ta trả cho mình tiền. Mình nghĩ thì nếu mà mình đi hát được á thì mình sẽ có một cái số tiền để mà mình lo cho cha mẹ mình và lo cho mình. Thì cho nên cái thời gian đó thì cái tuổi xuân của mình nó cũng trôi qua, mình cũng chưa tìm được hạnh phúc cho riêng mình. Thì
quý vị, chúng ta vừa đến với phần thi của thí sinh Lưu Thị Ngọc Phượng Em với bài hát dự thi Ngăn Cách. Quý vị hãy soạn tin nhắn bình chọn cho Lưu Thị Ngọc Phượng Em bằng cách là soạn tin nhắn với nội dung là 09 gửi đến tổng đài 8534, thưa quý vị.